Những lời nói đầu tiên cho phép Đình Tùng thay mặt cho phía hai bên lãnh đạo cũng như những người thực hiện chương trình gửi tới tất cả quý anh chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và người xưa đã từng nói một câu rằng một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nụ cười hài lòng của khách hàng không chỉ là liều thuốc bổ mà còn là niềm tự hào. Vì điều đó mà ngày hôm nay Viện Thẩm mỹ Diva đã quyết định tìm kiếm, liên kết và hợp tác cùng với nhà khoa quốc tế Daisy để mang tới cho khách hàng những nụ cười đẹp nhất. Và theo đó ngày hôm nay, ban lãnh đạo hai bên sẽ có cuộc gặp gỡ, trao đổi làm việc và chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng với nhau. Về phía Viện Thẩm mỹ Diva, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Hoàng Hà, Giám đốc chuỗi cung ứng. Hãy cùng chào đón Giám đốc truyền thông, ông Võ Đức Tám. Trân trọng giới thiệu Giám đốc Marketing, ông Nguyễn Đình Đông. Về phía đối tác nhà khoa quốc tế Daisy, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Giám đốc Marketing, ông Nguyễn Tấn Phát. Cùng với đó, xin được chào đón sự hiện diện của quản lý chi nhánh Daisy Dental Bình Dương và Lê Thị Hà. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng chào đón lên phía sân khấu bà Hoàng Hà, đại diện hệ thống Viện Thẩm mỹ Diva sẽ có đôi lời chia sẻ phát biểu đầu tiên. Trân trọng kính mời. Rất vinh dự được đại diện chủ hệ thống Viện Thẩm mỹ Diva tham dự buổi lễ ký kết đầy ý nghĩa này. Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người ngày hôm nay. Sau buổi ký kết ngày hôm nay, tôi hy vọng sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra tiềm năng phát triển mới cho cả hai thương hiệu.